À, vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Nhất Vlog. Đây, Nhất Vlog này các bạn. Thì hôm nay là mình sẽ review một cái máy mà có màn hình là cảm ứng nè. Đó, màn hình Full HD với tấm nền IPS. Máy có thể ngửa ra 180 độ như thế này. Đó, và cái nữa là máy là được thiết kế là hợp kim nhôm magie nguyên khối ở trên đây. Thì ở đây, và máy hôm nay mình review đó chính là dòng máy Dell Latitude. Và đây là phiên bản là 7490. Với một cái máy là trọng lượng 1,2 kg với hợp kim nhôm magie nguyên khối, thì hôm nay mình review dòng máy này lên và mình gửi cho một vị khách, và vị khách đó đang ở coi như là đang ở ngoài Bắc và ở Quảng Ninh nha các bạn. Thì đây là một vị khách, đây là bạn Hoàng Thị Hoa nè. Thì bạn có yêu cầu là gửi về cho bạn là ở Hạ Long, Quảng Ninh đó. Thì một lần nữa là Nhất Vlog cũng review dòng máy này lên và cũng test máy này lên để gửi về cho bạn Hoa ha, Hoàng Thị Hoa. Thì vâng, thưa các bạn, về mẫu máy, máy được thiết kế là máy là hợp kim nhôm magie nguyên khối với một cái logo màu trắng và tấm nền là màu đen. Trên đây là hợp kim nha các bạn, được mạ chrome nhôm magie trên đây. Ngoại hình của máy thì bên đây là mình sẽ review sơ bộ trên đây để mời chúng ta sẽ cùng xem. Đây, thưa các bạn, đây là thanh về mạ chrome nhôm magie ngoại hình ha. Mình review sơ bộ tổng quát về như này, mời anh em chúng ta sẽ cùng xem và mời quý khách hàng chúng ta sẽ cùng xem. Vâng, thưa các bạn, đây là vị trí về cổng sạc nè, cổng USB-C nè, đây là cổng HDMI xuất ra được 4K nè, và đây là cổng hai cổng USB, và hai cổng USB này gọi là USB 3.0 nha. Đó. Và đối thiết kế của mẫu máy này, chúng ta nhìn thấy là thiết kế là kiểu dáng là vuông và nhìn rất là chắc chắn, và đây là mẫu máy của Business doanh nghiệp ha các bạn. Đây là cái vị trí báo đèn nè, có sạc, có pin nè. Qua đây chúng ta nhìn thấy trên đây là những cái cổng kết nối, vị trí về cổng cổng cắm chống cầm lộn về máy nè, thấy chưa, chống cầm lộn về máy. Cổng đây là cổng LAN gigabit nha. Rồi, thêm nữa là đây chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây sẽ có những cái cổng USB. USB đây là USB 3.0. Đó, đây là cổng SD. Đây là vị trí về gây như là gắn được SIM 4G. Điều kiện có SIM 4G, chúng ta có kẹp 4G trên đây ha. Đây là mic jack 3.5. Đó. Rồi về phía đằng sau, máy có license Windows 10 bản quyền. Windows 10 bản quyền ha. Đây là Latitude và 7490. Đó. Một trong những mẫu máy mà chúng ta nhìn thấy là nhỏ, gọn, chạy tốt. Nếu như chúng ta làm việc về văn phòng, chúng ta cần về là nhà lập trình gia, hoặc là chúng ta cần về như là những cái tác vụ như là văn phòng đa nhiệm. Đó, thì đây là mẫu máy mà chúng ta nhìn thấy là có thể đáp ứng được công việc chúng ta. Đó, đây là vị trí về hút giãn nhiệt và thổi ra phía đằng sau, cây dấu về vạn mạc chrome nhôm magie. Đó, và máy này thì chúng ta nhìn thấy trên đây thiết kế của mẫu máy nè, còn khá là mới, khá là tốt trên này ha. Về bàn phím, bàn phím này cho phép là cái bàn phím về có LED, cho phép chúng ta làm việc về ban đêm. Đây, mình đi cận cảnh về bàn phím để mời cho anh em chúng ta sẽ cùng xem trên này ha. Những độ nhô của bàn phím là khá là tốt trên này luôn đó. Thì hiện tại là trên đây mình đã có về ký tên nè, và lát nữa mình sẽ test trên đây để mời anh em chúng ta sẽ cùng xem về dòng máy mà mình gửi về cho một vị khách ở Quảng Ninh. Thì một lần nữa là xin trân trọng cảm ơn bạn Hoàng Thị Hoa. Bạn cũng là khách hàng và cũng là tin tưởng và ủng hộ kênh của Nhất Vlog. Thì đây, chúng ta nhìn thấy trên đây nè. Thì hiện tại về mẫu máy nè. Đó, có màn hình về Full HD 1920 nhân 1080 với tấm nền IPS có cảm ứng được trên đây. Và đối với máy này thì chúng ta nhìn thấy là về như là cấu hình được cái thiết kế như sau. Thiết kế là Core i7 8650, 8650U ha. Và đối với Core i7 này thì chúng ta nhìn thấy là cái xung nhịp cũng khá là tốt. Nè, đây mình gõ ra là i7 nè. 8650U. 4 nhân 8 luồng hay gọi là 8 xu. Đây. Nếu mà sản xuất về sebum này ra thì các bạn nhìn thấy trên đây là mới sản xuất ra thì nó lên tới là giá rất là cao, lên tới là 400 đô là các bạn, hơn 400 đô ha. Nè, thấy chưa? Và đối với dòng máy này chúng ta nhìn thấy là số luồng 8 xu nè, 4 nhân 8 luồng nè.
từ 1G9 và turbo lên tới 4G2 kết 80 trên đây. TTP của máy này là 10W, cho phép chúng ta tiết kiệm điện được trên đây ha. Đó thì máy này thì các bạn chỉ nhìn ở trên đây, chúng ta sẽ có một số những cái như sau. Ví dụ đây là mình sẽ có về như là test về vô mạng, mình gõ vô Nhất Vlog đây, Nhất Vlog đây, đây là Nhất Vlog chính chủ nha các bạn. Mình sẽ test về loa, hả, test về wifi nè, thấy chưa, loa rất rõ, khá tốt. À vâng, xin chào các bạn. Cái máy xử lý về đồ họa, thấy chưa, chúng ta cần một cái máy về ren, loa tốt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test gì đây, test về camera nè. Rồi các bạn sẽ vô về test về mic đó, test mic trên đây. Rồi xem đây, chúng ta sẽ test về keyboard, thấy không. Thì đây là mình sẽ test về trên đây hết toàn bộ trên đây để mời anh em chúng ta sẽ cùng xem. Đây đây, micro, keyboard hay cần bàn phím nè. Thì đây là mình muốn gửi và mình test kỹ cho để khách hàng khi mình nhận tới là coi như là hài lòng, mang những gì cảm giác là hài lòng nhất. Và giống y chang đây là khách đang ngồi tại đây và kiểm tra về máy, chức năng, cấu hình của máy. Đó. Đây ha, bàn phím đang khá là tốt. Micro, alo, 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 tốt ha. Bây giờ mình sẽ thử là coi như là sao các bạn, ghi âm online. Đó, đây là gọi là ghi âm trực tuyến luôn. Và lúc này chúng ta sẽ test tất cả những gì chúng ta nói là sẽ ghi âm vào đây. Rồi, micro ok ha. Đây là webcam. Webcam đây là Nhất Vlog được các bạn. Nhất Vlog một lần nữa là xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ Nhất Vlog trong suốt thời gian qua. Đây ha. Đây, Nhất Vlog đây. Thì mong rằng đây là một số cái địa chỉ của Nhất Vlog là 159 Nguyễn Thế Sơn, phường 4 Gò Vấp. 0922 422 422. Địa chỉ của Nhất Vlog đây nha các bạn. Thì mong rằng đây những cái gì mà mình đang trải nghiệm về như là thực tế mang đến khách hàng ở đây. Và bây giờ mình sẽ tạm dừng đây. Các bạn xem loa này. Chúng ta sẽ test tất cả những gì chúng ta nói là sẽ ghi âm vào đây. Rồi, micro ok ha. Đây là webcam. Webcam đây là Nhất Vlog được không ạ? Các bạn nhìn thấy không? Ghi âm khá là tốt. Rồi bây giờ mình sẽ tắt máy đi. Đây. Ở đây là chúng ta nhìn thấy là test về các cổng kết nối. Cổng kết nối đây là mình sẽ test về USB. USB mà chúng ta xem để gửi về cho khách hàng. Đây ha, đây là cổng USB 3.0. Máy này chúng ta thử coi là có bao nhiêu cổng USB. Đó, rất sạc. Sạc đây luôn nè. Mình sẽ test về sạc luôn. Mời chúng ta sẽ cùng xem. Mong rằng đây là những cái gì mà mình đang test và kiểm tra thực tế nhất. Đó, để gửi gắm đến quý khách hàng. Đây, thêm cổng USB nữa nè. Đây là mình mở lên nha. Nhận được nha các bạn, này rút ra nè, không nhận nè. Cắm vào nè. Nhận được. Cắm vào tiếp nè. Nhận được nè. Thấy chưa? Đây là những cái mà khi mà chúng ta mua máy rồi chúng ta sẽ có về như là kiểm tra tất cả mọi tính năng trên đây, có lỗi gì hay không, có tốt hay không. Đây, 1 nè, 2 nè, 3 cổng USB. 3 cổng USB đều nhận được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ rút từng cổng đây nè. 1 cổng nè. 2 cổng nè, 3 cổng USB 3.0 và thêm một cổng USB nữa gọi là USB 3.1 hay gọi là USB-C. Đó, các bạn thấy chưa? Thì nếu như mà chúng ta nhìn thấy như thế này, chúng ta nhìn thấy là dòng máy này cũng khá là nhiều cổng nha. Đó. Nếu như đây là USB mà chúng ta làm việc mà cùng một lúc mà 4 cái USB như thế này, khá là tiện lợi đúng không? Đó. Thì trên cơ bản mà chúng ta nhìn thấy trên đây ở dòng máy và có màn hình được nè. Các bạn sẽ nhìn thấy là mình sẽ ngửa màn hình ra nè. Đây. Từ từ về 88% đi ha. Bây giờ mình sẽ ngửa màn hình ra nè. Các bạn nhìn thấy màn hình là không thay đổi về bất cứ một cái gì hết. Hình ảnh về như là trung thực, đẹp, Full HD với tấm nền IPS rất là đẹp, độ sáng rất là tốt. Và đối với màn hình này thì nó sẽ có phiên bản cảm ứng và không cảm ứng. Thì đối với phiên bản cảm ứng thì chắc chắn các bạn nhìn thấy là sao các bạn? Tuyệt vời đúng không? Không có gì để nói hết. Đó. Rất là tiện lợi ha. Bây giờ chúng ta sẽ test về cảm ứng nè. Đây. À, thấy chưa? Đó. Thế là rất là tiện lợi trên đây. Đó. Thì đây là chúng ta sẽ thấy cái mở lên như này thôi, thế là gọi là thích rồi. Thấy chưa? Rất là ok ha. Vô nè. Vô YouTube nè. Thì sẵn đây là Nhất Vlog cũng có hai kênh. Kênh thứ nhất đây là học nghề laptop nè. Cũng là của Nhất Vlog luôn các bạn. Đài chính chủ nha các bạn. Trên đây ha. Thì đây là cái kênh mà để mình chia sẻ về kiến thức, cũng có review trên đây. Đó, mời anh em chúng ta cũng sẽ cùng xem. Trên đây ha. Kênh học nghề laptop. Rồi.
Còn về như là những cái mảng khác đó, review sơ bộ thì mong rằng đây là một vị khách sẽ là nhận được sớm nhất trong thời gian mình mới review xong. Rồi clip ở đây là mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm một lần nữa là cảm ơn bạn Hoa ở thành phố phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thì đã tin tưởng và là ủng hộ bên Nhất Vlog. Xin trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo ha. Đây, 89% đây. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.